Ngọc Lan kính chào quý khán giả người Việt TV. Mở đầu bản tin trưa nay thứ sáu ngày 15 tháng 5 năm 2015 là phần tóm lược các tin chính. Tìm thấy 3 thi thể gần sát trực thăng của Mỹ rơi khi làm nhiệm vụ cứu trợ ở Napo. Thủ tướng Úc bác bỏ tin cho Mỹ bố trí oanh tạc cơ B1. Gần 2.500 vụ người Việt ăn trộm ở Nhật. Sau đây là phần tin chi tiết. Các nhân viên cứu nạn Nabo hôm thứ Sáu đã tìm thấy thi thể Ba người gần sát của một chiếc trực thăng của thủy quân lục chiến Mỹ bị mất tích hồi đầu tuần này khi đang thực hiện một phi vụ cứu nạn và giới hữu trách cho hay ít có khả năng còn người sống sót. Bộ trưởng Quốc phòng Nebo cho hay chiếc trực thăng bể ra từng mảnh và không có hy vọng còn người sống. Ông không cho biết chi tiết về quốc tịch của ba nạn nhân, chỉ nói rằng thi thể của họ bị cháy đen. Chiếc trực thăng này chở theo 6 quân nhân thủy quân lục chiến và hai lính Nebo. Một toán khác do Thủy quân lục chiến Mỹ gửi tới cũng cho hay họ xác nhận xác chiếc phi cơ là loại US-1. Theo Bộ Chỉ huy Lực lượng đặc nhiệm hỗn hợp ở Okinawa, Nhật Bản, thì địa điểm rớt trực thăng cách thị trấn Charikot khoảng 24 km, gần nơi chiếc trực thăng mất tích hôm thứ Ba khi đang làm nhiệm vụ chuyển hàng cứu trợ đến các làng bị thiệt hại sau hai trận động đất. Việc tìm kiếm sát trực thăng có sự tham dự của quân đội Nebo, Mỹ và ngay cả vệ tinh. Mỹ đã gửi phi cơ và các quân nhân đến tham dự nỗ lực cấp cứu ngay sau khi trận động đất ở mức 7.8 độ Richter hôm 25 tháng 4, khiến cho 8.200 người thiệt mạng. Tiếp theo đó là trận động đất 7.3 độ Richter hôm thứ Ba, khiến cho 117 người thiệt mạng với 2.800 người bị thương. Chiếc trực thăng đang làm nhiệm vụ chuyên chở gạo và các bạc ni lông ở một địa điểm và chuẩn bị sang nơi thứ hai thì mất liên lạc có khoảng 300 quân nhân Mỹ được gửi đến tham dự nỗ lực cứu trợ ở Nepal. Chiếc trực thăng Huê bị rớt thuộc phi đoàn trực thăng 496 đóng ở trại Pendleton, tiểu bang California. Thủ tướng Úc Tony Abbott hôm thứ Sáu đã bác bỏ nguồn tin cho rằng Mỹ có kế hoạch bố trí oanh tạc cơ B-1 tại quốc gia này, nói rằng một giới chức Mỹ đã nói lầm về vấn đề này. Phụ tá Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đặc trách an ninh Á Châu và Thái Bình Dương, ông David Shear, tuần này nói về việc bố trí loại oanh tạc cơ này trong một cuộc điều trân về việc bảo vệ quyền lợi của Mỹ ở vùng Biển Đông và Biển Hoa Đông. Ông Shear nói rằng, Mỹ theo kế hoạch tái phối trí trung hạn và dài hạn, lực lượng thủy quân lục chiến tại Okinawa sẽ di chuyển một số lớn lính thủy quân lục chiến đến Hawaii, Guam và Úc và cũng sẽ đưa các lực đơn vị không quân tới Úc, gồm cả các oanh tạc cơ B1 và phi cơ trinh sát. Khi được hỏi về các lời phát biểu này, thì thủ tướng Abbott nói rằng đang tìm hiểu thêm về cuộc điều trần của ông Shear tại thượng viện Mỹ, nhưng bác bỏ việc Mỹ sẽ đưa oanh tạc cơ chiến lược tới Úc. Cảnh sát Nhật Bản vừa công bố có gần 2.500 vụ người Việt Nam ăn cắp bị bắt quả tang tại nước này, khiến cho người Việt trong nước bực tức và xấu hổ. Báo Một Thế Giới đã dẫn nguồn từ Vietro.com cho biết là tháng trước, cơ quan cảnh sát Nhật Bản đã công bố tình hình bắt giữ tội phạm nước ngoài trong năm 2014 tại nước này, với tổng cộng có hơn 15.200 trường hợp, trong đó số các vụ liên quan đến người Việt Nam lên đến gần 2.500 vụ, tăng 61.6% so với năm 2013. Tính ra trung bình, mỗi ngày xảy ra 8 vụ trộm cắp có dính đến người Việt Nam. Điều đáng buồn là trong số các vụ án hình sự thì người Việt đứng đầu cả về số vụ lẫn số người các tội cướp giật ăn cắp số người Việt ăn Cấp bị bắt giữ là 1.745 người, trong tổng số 6.716 người nước ngoài bị bắt. Trong các trường hợp ăn cắp do người Việt Nam thực hiện, thì số vụ ăn cắp ở cửa hàng, siêu thị đặc biệt cao với 1.437 vụ và phần lớn tỷ lệ là du học sinh với 54.2%, tăng 1.8 lần. Người sang Nhật học nghề thì chiếm 12.9% phần nhiều các vụ ăn cắp tại các cửa hàng, siêu thị lớn đều được kẻ phạm tội thực hiện có tổ chức, từ việc có phân công rõ ràng kẻ canh chừng, kẻ ăn cắp, kẻ chuyển đồ, sau đó bán cho đường dây chuyên mua đồ ăn cắp rồi tuồn về Việt Nam. Vừa rồi là bản tin trưa ngày thứ Sáu, 15 tháng 5 năm 2015. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Ngọc Lan kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!